Câu chuyện kể về bé trai bị mù bẩm sinh, bỗng dưng chỉ tay lên bàn thờ và nói: "Chúa xấu quá." Mời các bạn theo dõi câu chuyện "Chúa xấu quá mẹ ơi", tác giả Mary Liu. Ngày ấy, khi gia đình tôi mới qua định cư ở Mỹ, vào một ngày đến trường học Anh Văn, tôi đã quen biết rồi kết bạn với Hiếu và Hằng. Họ qua đây trước tôi ba năm, cả hai người cùng đến từ thành phố Nha Trang việt nam khi ấy cả hai người đang là một cặp tình nhân tôi còn nhớ lúc ấy hằng có tâm sự với tôi rằng thảo ơi tên của tôi bạn nhớ cầu nguyện cho hằng và hiếu mọi sự được tốt đẹp nhé vì gia đình hằng không bằng lòng cho hằng yêu hiếu bởi dòng họ anh ấy có tới ba người bị mù bắt đầu từ đó tôi luôn cầu nguyện cho họ được bình an và yêu nhau suốt đời ở đời không có niềm vui nào được trọn vẹn vì cuộc sống và việc học hành của hằng nên hằng đã phải chia tay tôi và bạn bè để đến sống ở một tiểu bang khác gần gia đình bên ngoại của hằng hơn và phần thì gia đình của hằng muốn hằng chia tay hiếu rồi tôi đã mất liên lạc với hằng kể từ ngày ấy cũng nhờ một người bạn khác mà cách đây vài tuần tôi đã liên lạc lại được với hằng qua điện thoại 20 năm không gặp, giờ đây khi gặp lại dù chỉ là qua điện thoại, nhưng tôi và Hằng vừa mừng vừa tuổi, và kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện vui buồn của 20 năm trôi qua. Hằng kể, sau thời gian đó Hằng và Hiếu đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách. Rồi họ cũng tìm lại được nhau và tiếp tục yêu nhau. Cuối cùng thì họ đã được sự chấp thuận của cha mẹ hai bên và họ đã tổ chức một đám cưới thật lớn và đầy đủ cả hai bên gia đình cùng thời gian ấy cả hai người đều đang theo học ngành dược họ đã và đang cố gắng học để giúp ích cho gia đình cho xã hội và nhất là cho chính đất nước mà họ đã và đang cưu mang người việt nam mình sau khi lập gia đình được hai năm hằng đã sinh một bé gái đầu lòng rất dễ thương và mạnh khỏe mọi người đều vui mừng và hạnh phúc rồi hai năm sau đó tròn thiên ân đứa con thứ hai là một bé trai chào đời cháu rất đẹp trai nhưng lại không được may mắn và hạnh phúc như bé gái cháu tròn đã bị mù bẩm sinh hỡi ơi nỗi lo lắng của hằng và hiếu không thể nào tránh khỏi giờ đây nhìn thấy cháu như vậy vợ chồng hằng lại càng lo lắng và đau khổ hơn hằng nhìn con thấy xót xa bao nhiêu rồi khi hằng nhìn thấy người mẹ già của hằng đang ngồi vừa lần hạt cầu nguyện đọc kinh vừa rơi lệ lòng của hằng lại đau đớn gấp bội lần nỗi đau ấy biết chia sẻ cùng ai vì trước đây hằng đã không nghe lời gia đình khuyên nhủ mà bằng mọi cách hằng chỉ yêu hiếu và muốn lấy hiếu làm chồng mà thôi hằng luôn trông cậy và hãnh diện vì mình là con cái của chúa hằng tin rằng Chúa không bao giờ bỏ qua và làm ngơ những lời cầu xin chân thành của những người con cái của Ngài. Hằng và Hiếu luôn đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức và không quên chỉ dạy cho hai cháu nhỏ cách đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Đặc biệt là cháu tròn. Khi cháu tròn được bốn tuổi, nhiều lần cháu đã ôm Hằng và vừa nói vừa khóc, mẹ ơi! bao giờ thì con mới được nhìn thấy mặt của Chúa, thấy mặt Đức Mẹ, thấy mặt ông bà, bố mẹ và mọi người đây. Con không muốn bị mù lâu đâu mẹ à. Mẹ cầu nguyện với Chúa cho con nhìn thấy được nghe mẹ. Mẹ cầu nguyện đi. Mỗi lần nghe con nói vậy thì Hằng chỉ biết ôm con vào lòng với hai hàng lệ lăn dài trên má. Hằng cố gắng lau những giọt nước mắt ấy đi rồi ba mẹ con của Hằng lại ngồi xuống cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện. Tối đến khi Hiếu đi làm về, thì cả gia đình lại ngồi xuống đọc kinh chung và cùng nhau tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Ngày tháng trôi qua, đã nhiều lần và rất nhiều lần vợ chồng Hằng nhìn thấy bé tròn quỷ gối trước bàn thờ cùng chị gái của tròn, rồi cả hai cùng khóc và nói, Chúa ơi! Chúa có thương, con, em con, không? sao chúa lại để cho con em của con không được nhìn thấy lâu quá vậy chúa cho con nhìn thấy chúa được không chúa già chưa chúa có cao hơn con không ba mẹ của con có đẹp trai hay đẹp gái không chúa nói đi chúa thương con nhiều lắm phải không à mà nếu chúa có gật đầu thì con cũng không nhìn thấy được đâu chúa phải cho con sáng mắt thì con mới nhìn thấy chúa gật đầu được chúa à Chúa ơi, Chúa ơi, mỗi lần nghe hai bé cầu nguyện như vậy thì vợ chồng của Hằng đau lắm, Hằng với Hiếu lúc đó chỉ biết đứng từ xa âm thầm thêm lời cầu nguyện, rồi quay lưng đi nơi khác để giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình. Lạ thay, vào đúng ngày lễ phục sinh năm ấy, Hằng còn nhớ khi cháu tròn được 7 tuổi. Sau khi gia đình Hằng đi dự lễ đêm phục sinh về đến nhà, Hằng cho hai cháu vào phòng ngủ rồi Hằng và Hiếu đang lo một số công việc lặt vặt trong nhà. Đột nhiên cả hai người cùng nhìn thấy cháu tròn chạy từ trong phòng ngủ ra mà không cần cầm cây gậy dò đường nữa, và cũng không đi chậm như mỗi ngày, mà cháu đã chạy đến ôm chầm lấy Hiếu và Hằng, nhìn thẳng vào hai người và nói rằng con nhìn thấy bố mẹ rồi, con nhìn thấy bố mẹ rồi, con đã nhìn thấy tất cả. Nói rồi bé nhảy lên và hét lớn, làm bé gái cũng thức dậy và chạy ta khỏi phòng bé tròn lại tiếp tục reo lên con nhìn thấy được rồi con nhìn thấy được rồi hai vợ chồng hằng chưa nói được câu gì và cũng chưa tin đó là sự thật thì bé tròn nắm lấy tay của bố mẹ và chị gái rồi kéo họ lại trước bàn thờ nơi có cây thánh giá và nói chúa đã chữa bệnh mù cho con rồi nhưng sao chúa nhìn xấu quá mẹ ơi đây không phải là chúa mà hồi nãy con nhìn thấy đâu chúa jesus không bị chảy máu chúa jesus đẹp trai và cao lớn hơn con nhiều chúa jesus có điện chúa sáng lắm chúa nhìn giống chúa trong phòng ngủ của con kìa hồi nãy chúa sờ vào mắt của con và nói với con con không bị mù nữa đâu a a a con nhìn thấy được rồi bé hét lên trong vui sướng bây giờ bé tròn đã 11 tuổi là một cậu học sinh giỏi và đẹp trai đặc biệt cháu rất ngoan và đạo đức kể đến đây thì cả hằng và tôi không ai còn nói nên lời hằng khóc rồi tôi cũng khóc khóc trong hạnh phúc vui sướng khóc cho một tình yêu và một hồng ân cao cả mà chúa đã dành cho con cái của ngài cho những ai biết tin tưởng và gậy trông vào ngài tác giả Mary Liu Câu chuyện xin được tạm ngừng ở đây. Mong mọi người đóng góp ý kiến, chia sẻ và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Phương Thảo Washington để tác giả có thêm động lực mà chia sẻ những câu chuyện kế tiếp nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.